ngày xưa, khi khoảng cách giữa trời và đất còn chưa phân định quá xa, có một nàng tiên xinh đẹp sống trong tòa lâu đài ngập tràn hoa cỏ ở chốn thiên đình. Nhiệm vụ của nàng là cai quản nghề nông và tạo thời gian cho con người nghỉ ngơi vào cuối tuần. Vì thế, người ta gọi nàng là nàng tiên thứ bảy. Hỡi nàng tiên thứ bảy xinh đẹp ơi, nàng đang làm gì đó? Thái tử điện hạ, tại sao ngài lại tới đây? Ta đến thăm vợ sắp cưới của ta. Nàng tiên thứ bảy, ta với nàng là môn đăng hộ đối. Hơn nữa, ta thật lòng yêu nàng. Sao đến giờ nàng vẫn không động lòng chứ? Thái tử, xin ngài hãy tự trọng cho. Ta xin phép cáo từ. Ta phải làm sao để thoát khỏi hắn được đây? Thái tử là một tên gian manh, đáng sợ. Ta ước gì mình có thể thoát khỏi nơi này, đến nhân gian, nơi con người sinh sống, và tìm kiếm được người khiến trái tim ta rung động. Hãy đưa ta tới trần gian. Lời ước vừa nói ra, cổng trời ngay lập tức đã đưa nàng tiên thứ bảy tới nhân gian. Wow, nhân gian mới đẹp đẽ làm sao. Bỗng nhiên, một tiếng sáo từ đâu vang vọng tới, khiến cho nàng tiên thứ bảy im lặng, lắng tai nghe. Thì ra là một chàng trai đang ngồi thổi sáo. Tiếng sáo ấy mới da diết làm sao. Ta nên đến gần đó để nghe nó thật rõ hơn. Nàng trèo qua những ngọn đồi trùng trùng điệp điệp, đến một căn nhà tranh nằm treo leo trên đỉnh đồi. Trời đã tối mất rồi, ta không thể ở đây được. Ta phải trở về trước khi cổng trời đóng lại. Ai vậy? Cô là ai? Sao lại ở đây? Ta không may đi lạc nên đến nơi đây. Nơi đây đường xa vắng vẻ, nàng đi một mình nguy hiểm lắm. Chỉ bằng ở lại đây một hôm, rồi ngày mai ta sẽ đưa nàng xuống núi. Ước gì ta có thể lắng nghe tiếng sáo của chàng mỗi ngày. Nhưng trời và trần gian khác biệt, ta chỉ có thể gặp chàng như vậy thôi. Ta chỉ biết để lại một kỷ vật để chào tạm biệt chàng. Mong chàng có thể hiểu được tấm lòng của ta. Nàng có phép thuật ư? Nàng thực sự là ai? Ta là nàng tiên thứ bảy, tối qua đã mạo phạm ở lại nơi này. Xin chàng thứ lỗi. Nay trời đã sáng, ta phải trở về thiên giới. Nhưng thật lòng, ta rất cảm mến tiếng sáo của chàng. Ta ước gì mình có thể nghe tiếng sáo ấy mỗi ngày. Còn tôi tên là Ô Quy Hồ, là con trai của thần núi Ai Lao. Nếu nàng không chê ta hèn mọn, ta xin rước nàng về làm vợ của ta. Thật lòng, ngay từ khi nghe tiếng sáo của chàng, ta đã cảm mến chàng rồi. Nếu chàng đã có lòng như vậy, thì ta đây xin nghe theo. Vậy là nàng tiên thứ bảy ở lại nhân gian và trở thành vợ của Ô Quy Hồ. Thấm thoát cũng đã được một năm. Chàng đi làm về có mệt không? Vì nàng có mệt hơn nữa, ta cũng không ngại đâu. Trong khi nàng tiên thứ bảy đang hạnh phúc ở nhân gian, thì trên thiên đình, thái tử vẫn đang đợi chờ nàng mở cửa. Đã một ngày trôi qua, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Liệu có phải nàng tiên thứ bảy lại bỏ trốn một lần nữa không? Không được, nhất định ta phải đi hỏi cổng trời tung tích của nàng. Hỡi cổng trời, cho ta biết nàng tiên thứ bảy đang ở nơi nào. Nàng đang ở bên cạnh Ô Quy Hồ, con của thần núi Ai Lao, bên con thác trồng xanh và muôn hoa đua nở. Không thể như thế được, cô ấy là vợ chưa cưới của ta cơ mà. Ta phải bẩm báo việc này với Ngọc Hoàng và trừng phạt tên Ô Quy Hồ kia. Nàng tiên thứ bảy thật to gan, ta không thể tha thứ cho hành động này được. Mình phải khuyên ngăn Ngọc Hoàng và đẩy hết tội cho Ô Quy Hồ. Buông tâu Ngọc Hoàng, thường ngày nàng tiên thứ bảy hiền thục, lại hiểu lễ nghĩa. Thần nghe nói rằng tên Ô Quy Hồ dưới trần gian có khả năng thổi sáo khiến vạn vật mê mẩn. Thần cho rằng đây là yêu thuật, hắn đã sử dụng nó để mê hoặc nàng. Xin Ngọc Hoàng minh giám. Chuyện mà Khanh nói ta đã từng nghe qua. Vậy theo Khanh bây giờ nên làm như thế nào đây? Muôn tâu Ngọc Hoàng,
xin cho phép thần cùng thiên lôi xuống hạ giới và đưa nàng tiên thứ bảy trở về cử hành hôn lễ. Về phía Ô Quy Hồ, xin Ngọc Hoàng hãy nâng cao trời và đất để khoảng cách hai nơi cách xa nhau. Như vậy, nàng tiên thứ bảy và Ô Quy Hồ sẽ mãi mãi không được gặp nhau. Được, ta đồng ý. Thiên lôi đâu? Muôn tâu Ngọc Hoàng, vi thần có mặt. Nàng tiên thứ bảy đã phạm vào luật lệ thiên định, thật đáng tội lớn. Này ta ra lệnh chia cắt trời và đất. Thiên lôi cùng thái tử hãy xuống trần gian, bắt nàng tiên thứ bảy trở về thiên đình. Chúng thần xin tuân lệnh. Sao bỗng dưng gió mạnh thế này? Lẽ nào Ngọc Hoàng đã phát hiện ra ta đã trốn xuống trần gian? Ta phân lệnh Ngọc Hoàng xuống đây để bắt nàng trở lại thiên đình. Nàng hãy bao theo ta về thiên cung. Thái tử, xin ngài hãy về đi. Hãy tâu với phụ hoàng rằng ta muốn hủy hôn ước với ngài. Nàng đã quên rằng chúng ta có hôn ước từ cha mẹ truyền lại. Nếu nàng vẫn khăng khăng không theo ta về trời, ta sẽ không để cho tên Ô Quy Hồ kia sống đâu. Thiệt lôi đâu? Buông ta ra, ta không yêu ngươi. Hãy để ta ở trần gian với chồng của ta. Chàng ơi, thiếp không muốn xa chàng. Nàng ơi, đừng rời bỏ ta. Các người hãy buông tha cho chúng ta đi. Tên Ô Quy Hồ to gan, người hãy biết điều, nếu không được trách ta nắng tay. Nàng ơi, duyên phận của chúng ta có lẽ chỉ được đến đây thôi. Ta chỉ là một người phàm, ta chỉ có thể chờ đợi nàng được đến đây. Sau khi nàng tiên thứ bảy bị bắt về trời, thái tử đã âm thầm cho người đưa Ô Quy Hồ vào ngục sâu, khiến chàng mắc bệnh nặng rồi qua đời. Nghe tin đó, nàng tiên thứ bảy trở nên u sầu, không ăn, không ngủ và sinh bệnh nặng. Tại sao ta và chàng phải chịu bất công như vậy? Thần linh tối cao, hãy giúp ta một điều ước. Sau khi ta chết đi, hãy hóa ta thành con chim lông vàng với đôi cánh thật rộng, để ta có thể sải cánh đi tìm Ô Quy Hồ. Thế rồi, nàng tiên thứ bảy kiệt sức và gục xuống. Xác của nàng bỗng chốc hóa thành một con chim lông vàng ống với đôi cánh sải rộng. Con chim nhanh chóng đập cánh, bay về phía đỉnh núi có căn nhà tranh của chàng, luôn miệng kêu ba tiếng Ô Quy Hồ gia diết khôn nguôi. Ô Quy Hồ! Ô Quy Hồ! Để tưởng nhớ về một mối tình đẹp nhưng ngang trái của chàng Ô Quy Hồ và nàng tiên thứ bảy, nhân dân quanh dãy Ai Lao đã gọi đỉnh đèo nơi có căn nhà tranh của chàng trai là đỉnh Ô Quy Hồ, và thác nước trong xanh kia là thác tình yêu. Ngày nay, khi đến Sapa, bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con thác này. Thác nằm trên địa bàn của xã Sang Xã Hồ, cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 4 km về hướng Tây Nam và cách đèo Ô Quy Hồ chừng 3 km theo đường thẳng. Thác tình yêu đồng thời cũng là điểm bắt đầu của hành trình du lịch leo núi chinh phục đỉnh Phan Xi Păng, là đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Thiền Di, dậy nhanh. Nay chủ nhật mà, bố cho con ngủ thêm một chút nữa đi. Không được, dậy cùng bố đi sang nhà bà Hạ, đưa ít bánh cho bà đi. Khả Hân làm thơm quá, cảm ơn cô chú nhiều nha. Có gì đâu bà. À, Thiền Di nó cứ nhất quyết đòi đi theo tôi, nói là muốn chứng minh cho bà thấy nó giỏi như thế nào. Thiền Di, vậy thì con nói cho bà Hạ nghe xem, năm 1925 là năm gì? Năm Ất Sửu ạ. Hả? Trời, sao cháu có thể trả lời nhanh như vậy mà đúng được? Thế năm 4300 là năm gì hả Thiền Di? Dạ, là năm Mậu Tý ạ. Ồ, thật là giỏi ha. Phố ta có thiên tài rồi. Bà biết không, 2 tuổi Thiền Di đã đi học và thuộc hết các bảng chữ cái, chữ số và cách đánh phần. Vì nhà tôi thấy nó quá thông minh nên cho nó đi học lớp 1 từ khi lên 4 tuổi. Chà,
chẳng bù cho thằng Cường nhà tôi, suốt ngày chỉ biết đá bóng cùng đám bạn của nó không hả? Bố ơi, bố cho con ở lại đây chơi đá bóng với Cường một lúc nha. Bố mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, những thiên tài tuyệt đối không có giây phút nào nghỉ ngơi, nhớ chưa? Con không được tắm quá thời gian quy định, tới giờ học rồi nè. Bao hả? Đến giờ con ngồi vào bàn học rồi. Bố mẹ đi ra ngoài chơi hả? Về nhà nhanh. Vì dám bỏ giờ học trốn đi chơi nên chiều nay và cả ngày mai con phải làm xong bài tập trong vòng nửa tháng cho mẹ, biết chưa? Một năm sau. Hôm nay trong buổi lễ bế mạc cuối cấp này, thầy thay mặt nhà trường tuyên dương em Ân Thiên Di. Thiên Di, hè này bọn mình đi Disneyland chơi đi. Nghe nói sang tuần có đoàn biểu diễn nổi tiếng về khu du lịch đó đó. Tớ sợ bố mẹ tớ không có cho. Ôi trời ơi, không học một ngày không kém đi được đâu. Hơn nữa, cậu đã học trước bọn tớ tận mấy năm rồi. Bố, mẹ, con... Có chuyện gì mà con ấp úng thế? Con muốn đi dã ngoại với các bạn cùng lớp vào ngày mai. Không được. Chẳng phải mẹ đã nói là suất học bổng vào trường tài nhân chỉ có một à? Mẹ con nói đúng đấy, con nhất định phải thắng Thế Bảo. Thiên Di, dậy nào con, đã 5 giờ rồi, ăn xong còn làm bài tập nữa chứ. Sao lại lạnh toát thế này? Thiên Di à, Thiên Di. Ân Anh à, nhanh lên, con của chúng ta nó. Không học được nữa, làm ơn tha cho con đi. May là cậu bé được đưa vào cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Tuy nhiên, cậu bé có biểu hiện bị tổn thương tâm lý nặng nề. Không thể nào. Thôi, em về qua nhà lấy ít đồ cho con đi. Mình chán cuộc sống này, không bạn bè, không vui chơi. Mình muốn được đi chơi như các bạn, nhưng mình phải hoàn thành giấc mộng thành thiên tài của bố mẹ. Mẹ xin lỗi, vì quá mải mê chạy theo giấc mộng thiên tài của bố mẹ mà con ra nông nỗi này. Từ giờ hãy chơi những gì mà con thích, làm những gì mà con muốn nha. Sao cậu nạp toàn tiền lẻ vậy? Thế này thì cô đếm đến bao giờ mới xong? Tớ À, tớ biết rồi. Đây là tiền bán đậu hũ của cha cậu chứ gì. Các em đừng trêu bạn nữa. Ôi trời ơi, cô ơi, ai mà chẳng biết bạn Nguyệt là con gái ông Câm bán đậu hũ cơ chứ. À, ông Câm bán đậu hũ đến rồi. À, ông Câm bán đậu hũ đến rồi. Anh kia, trả tiền đây. Mua đậu hũ rồi tính ăn quỵt thế hả? Trời ơi, cha ơi là cha. Sao lại để hắn ta ăn quỵt như vậy? Để con đuổi theo hắn đòi
Cha thật là khờ quá đi. Cứ thế bảo sao nhà mình có nghèo mãi thì đúng rồi. À, cái Nguyệt con gái ông Cam bán đậu hũ kìa. Cậu không ra mà hộ cha bán đậu hũ đi, còn ngồi đây làm gì hả? Không phải chuyện của các cậu. Cậu nhìn bạn Tiểu Lan kia kìa, lúc nào cũng như công chúa, lại dịu dàng nhỏ nhẹ. Còn cậu đã nhem nhuốc như lọ lem rồi, lại còn ghê gớm. Người của cậu ấy còn có mùi chua của đậu hũ nữa cơ. Phải rồi, tôi chỉ là con bé nhà nghèo mồ côi mẹ, có ông bố vừa cam vừa điếc. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các cậu nữa. Cha để con yên đi. Cha có biết chúng vừa chế giễu con không? Con không thể chịu đựng nữa rồi. Con sẽ phải học thật giỏi và đỗ đại học để thoát khỏi vùng quê nghèo này. Không có ai gọi con là con gái ông Cam bán đậu hũ nữa. Mười lăm năm sau. Cha, cha lên đây làm gì? Con đã nói cha không cần mang đồ ăn lên cho con nữa mà. Cha cứ tới đây, hàng xóm nhà con nhìn thấy thì con biết ăn nói thế nào. Ở quê con bị gọi là con gái ông Cam bán đậu hũ còn chưa đủ hay sao chứ? Khi nào con rảnh, con sẽ về thăm cha. Giờ vẫn còn kịp giờ chuyến xe cuối cùng để về quê đấy cha. Cha đi về đi. Từ giờ cha đừng lên đây nữa nha. Con sẽ về thăm cha. Ờ, cô Nguyệt đi đâu mà xách theo làng rau củ tươi thế kia? Rau củ của người họ hàng xa dưới quê gửi lên cho em ấy mà. Chị có muốn ăn thì em chia cho một ít. Nhiều quá em ăn cũng không hết. Đi đi, đi chỗ khác đi. Đây là chỗ làm ăn, không phải chỗ đi ăn xin đâu. Khổ thiệt, vừa câm vừa điếc, ai biết đường mà bán chứ. Chẳng hiểu con cái đâu mà để bố mẹ đi lang thang thế. Phó giám đốc hôm nay đi ký hợp đồng à? Phải, cậu ở đây thay tôi quản lý mọi việc nha. Có gì gấp thì gọi cho tôi. Dạ vâng. Dạ. Bây giờ chẳng ai dám khinh thường, cũng chẳng ai dám bắt nạt mình nữa. Chẳng buồn cho những ngày ngậm đắng nuốt cay ở cái xó quê nghèo xưa kia. Quả đúng là có tiền là có tất cả. Cuộc sống này không phụ sự cố gắng của con người. Cô ta bị thương nặng đấy. Ai mau đưa cô ta đi bệnh viện đi. Giờ gọi cấp cứu không kịp đâu. Lỡ đâu cô ta chết trên xe thì xui xẻo lắm. Cứ đợi cấp cứu đến đi. Đây chẳng phải là con gái con cầm bán đậu hũ sao? Nguyệt. Cô gái bị thương rất nặng, chi phí phẫu thuật cũng rất tốn kém, và khả năng thành công cũng không cao. E rằng ông ấy cầu xin bác sĩ hãy cố gắng cứu lấy con gái. Dù chỉ còn 1% hy vọng thôi, ông ấy sẽ làm tất cả để có tiền, kể cả dù có phải bán nhà. Cô con gái này chính là tất cả sự sống của ông ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chú, Nguyệt đã tỉnh lại rồi. Cha, con đang ở đâu thế này? Còn anh... Anh là ai? Trông anh quen quá. Tôi là người cùng làng với cô. Ngày xưa thường lấy đậu hũ của chú, mà có lần cô đã đuổi theo đòi tiền đây. Ngày đó tôi mang ơn cha cô rất nhiều. Chú biết tôi không có tiền nên thường cho tôi đậu hũ mà không lấy tiền. Nhờ có chú tôi mới có ngày hôm nay. Anh là
người đã đưa tôi vào viện. Thế còn tiền viện phí làm sao cha tôi có thể lo được? Chuyện đó... Khi cô bị tai nạn, bác sĩ đã lắc đầu. Chính cha cô đã cầu xin bác sĩ, dù chỉ có vài phần trăm hy vọng thôi. Ngày nào cha cô cũng làm nhiều đậu hũ hơn để bán. Không chỉ ở chợ, ông còn đến tận từng thôn sau bán đậu để có nhiều tiền hơn. Bà con ở quê ai cũng quý mến cha cô thật thà, lương thiện. Khi tin con gái ông bị tai nạn, họ bèn cùng nhau mỗi người góp một chút ít. Cha cô nhận tiền và cẩn thận ghi tên từng người vào cuốn sổ này như một khoản nợ. Ông thực sự khiến mọi người vô cùng xúc động. Thiếm Trương 100 đồng, bạn Tân 1.000 đồng, Tiểu Lan 1.000 đồng. Cha, con xin lỗi vì thời gian qua con đã sống không đúng. Bao lâu nay con vẫn luôn tìm cách trốn tránh cái tên gọi con gái ông bán đậu hũ. Ngày hôm nay chính cái tên đó cùng tình yêu thầm lặng chưa bao giờ nói nên lời của cha đã cứu sống được con. Lẽ ra con phải biết tự hào về người cha lương thiện của mình thay vì ghét bỏ cha. Cha ơi, con sai rồi. Cha ơi, cha hãy tha lỗi cho con. Nhanh lên, nhanh lên, bệnh nhân này đang vô cùng nguy kịch. Bác sĩ ơi, tình hình của vợ tôi thế nào rồi? Ca phẫu thuật thành công chưa bác sĩ? Hiện giờ ca phẫu thuật đã thành công, nhưng chúng ta vẫn phải chờ xem tình hình hồi phục của bệnh nhân thế nào đã. Hóa ra là Đạt, cái cậu người yêu cũ của vợ mình. Mình nghe nói Linh được gả vào một gia đình danh giá. Chồng và gia đình nhà chồng có vẻ cũng là một người biết quý trọng, yêu thương cô ấy. Nhưng tại sao Linh lại phải tự tử để ra nông nỗi này chứ? Linh, tay em vừa có phản ứng phải không? Em hãy tỉnh lại đi, Linh. Anh làm cái trò gì vậy? Buông tay vợ tôi ra. Không, anh hiểu lầm rồi. Tôi thấy cô ấy có phản ứng tay. Tôi bận rỡ quá. Xin anh đừng hiểu lầm. Ai biết thế nào chứ? Gặp lại người yêu cũ, có cơ hội gần gũi, có khi anh lại thích quá ấy chứ. Tôi chỉ đang cố gắng chữa trị cho cô ấy như đúng phận sự của mình mà thôi. Nè, anh đừng có tin tướng nha. Nếu không phải anh làm ăn tắc trách, trình độ chuyên môn non kém, thì liệu vợ tôi có trở nên như thế này không? Phẫu thuật xong thì các anh bảo là thành công. Giờ thì anh hãy rời khỏi đây ngay. Tôi đã gửi kết quả khám chữa bệnh của vợ tôi cho một chuyên gia đầu ngành rồi. Ngay sau khi có kết quả hội chẩn từ ông ấy, tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài. Giờ thì anh chẳng có tư cách gì để ở đây nữa đâu. Anh cứ làm những điều mà anh muốn đi. Còn điều tôi quan tâm duy nhất là bệnh nhân có chữa được hay không mà thôi. Có phải vợ tôi chưa tỉnh lại là do trong quá trình phẫu thuật xảy ra sai sót gì không? Ồ không, tôi nghĩ vị bác sĩ phẫu thuật của bệnh nhân này rất lành nghề đấy. Vết thương đã được xử lý rất tốt, làm giảm khả năng viêm nhiễm cũng như biến chứng. Nhưng tôi phát hiện ra vấn đề nằm ở tình trạng của bệnh nhân trước khi nhập viện. Người nhà bệnh nhân kể rằng có lần còn gặp cô ấy nói chuyện một mình, giận dữ vô cớ với con và thường lơ là việc chăm sóc con. Biểu hiện thật sự rất khác thường. Theo tôi thì đó có thể là những triệu chứng của... Là trầm cảm sau sinh. Tôi hiểu rồi. Có phải ý bác sĩ là chứng trầm cảm sau sinh đang cản trở tâm lý khiến bệnh nhân không muốn tỉnh lại không? Đúng vậy. Có thể hiện tại ý thức của cô ấy đang không muốn cô ấy tỉnh lại. Sao giờ con bé lại sinh ra trầm với chả là cảm? Vớ vẩn. Hay là do con hả Tuấn? Vợ yêu, vợ của anh đâu rồi? Nào, nín đi con, mẹ thương. Cạn ly nào anh em. 1, 2, 3, cạn ly. Mẹ thật là quá đáng. Sao lại kể chuyện vợ chồng mình trước mặt người yêu cũ của Linh thế này chứ? Tức thật, nhưng mà mẹ không thể đổ hết lỗi cho con được. Vậy thì còn mẹ thì sao? Con dâu của bà đúng là có phước lắm mới vào được nhà bà đấy. Ây, lại chả không à. Đúng là chuột sa chỉnh gạo. Đấy bà xem, lấy về đây
cái là chỉ có ăn với đẻ, có phải làm cái gì đâu. Thế mà tôi nói cho bà biết, chả làm được cái gì nên hồn cả. Có mỗi việc trong con thôi mà suốt ngày để nó khóc lóc điếc hết cả cái tai à. Cũng chỉ tại mẹ suốt ngày chì chiết cô ấy, từ chuyện lớn đến cả những chuyện nhỏ nhặt cũng không bỏ qua, rồi suốt ngày ngồi lê đôi mách nói xấu con dâu với hàng xóm. Bao nhiêu lần cũng bắt gặp rồi. Đúng rồi đấy, cái tật chì chiết của bà đến tôi còn không chịu được nữa là. Ông thì tốt đẹp lắm hay sao mà nói. Ông thử nhớ lại trước kia đi, lúc ông biết con bé bị băng huyết nặng, dẫn đến việc phải cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng. Cái gì? Phải cắt bỏ tử cung hả? Không đời nào. Bác sĩ nói tình trạng băng huyết của cô ấy rất nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mày có biết suy nghĩ không, con bé mới sinh cho cái nhà này một đứa cháu gái, nếu giờ cắt bỏ tử cung thì cái dòng họ này tuyệt tử à. Không được, biết đâu tình trạng không nguy hiểm như bác sĩ nói. Giờ tính mạng của Linh mới là quan trọng nhất, chuyện đó tính sao đi bố. Thôi được rồi, sau này con làm gì thì làm, miễn sao bố có cháu trai đích tôn là được. Có khi chính cái áp lực cháu trai đích tôn của ông mới là chuyện khiến con bé ra nông nỗi này đó. Ông đừng có mà đẩy tội cho tôi nha. Bà đừng có mà lắm chuyện, có mà do bà ấy. Bố mẹ thôi hết đi, mấy chuyện này hay ho lắm hay sao bà còn lôi ra đây để trách nhau chứ. Khổ thật Linh, chắc cô ấy đã cô đơn buồn tủi lắm mới đến mức trầm cảm rồi tìm đến cái chết như vậy. Những lời mọi người nói Linh có thể sẽ nghe được, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cô ấy. Xin mọi người đừng tranh cãi nữa, hãy để cô ấy được yên đi. Bố mẹ à, con sẽ chuyển Linh đến một bệnh viện tốt hơn, thậm chí là ra nước ngoài chữa trị. Y học ở nước ngoài rất phát triển, chắc chắn có thể giúp cô ấy tỉnh lại. Anh không hiểu rồi, vấn đề ở đây là... Anh không cần phải giải thích nhiều, tôi đã quyết vậy rồi. Tôi nghĩ có lẽ anh và hai bác đã lầm rồi. Dù y học có phát triển thế nào thì chỉ có thể cứu được những vết thương về thể xác của bệnh nhân này. Vì hiện tại thì những vết thương bên ngoài của bệnh nhân đã không còn đáng ngại, nhưng những vết thương ở trong tâm hồn bệnh nhân thì y học dù có hiện đại thế nào cũng không thể nào chữa lành được. Vậy chẳng lẽ cô ấy sẽ mãi mãi nằm đây với chứng trầm cảm này sao? Giờ gia đình cần phải trò chuyện, tâm sự, động viên để bệnh nhân vượt qua chứng trầm cảm sau sinh. Khi cảm nhận được tình cảm của các vị, chắc chắn một ngày nào đó cô ấy sẽ tỉnh lại. Đó là cách duy nhất và cũng là cách tốt nhất để chữa lành những vết thương trong tâm hồn của cô ấy. Một thời gian sau, con người ta thường phải đến lúc đánh mất rồi mới biết trân trọng. Y học dù có thần hiệu thế nào cũng không thể sánh bằng sự trân trọng của con người với nhau. Sự trân trọng đó nếu ngay từ đầu đã có thì Linh đâu phải rơi vào hoàn cảnh này đâu. Hy vọng sự trân trọng muộn màng này vẫn đủ để mang cô ấy trở lại. Devia, con ăn hoa quả đi. Devia, Devia. Bố mẹ gọi con à? Nãy giờ đầu óc con để đi đâu vậy? Con xin lỗi, nãy giờ con mãi suy nghĩ về buổi họp ngày mai. Thôi, Devia, không nghĩ tới công việc nữa. Con mau ăn đi, rồi lên gác ngủ sớm. Ngày hôm sau, hôm nay chúng ta ngồi đây để họp đột xuất theo đề nghị của giám đốc Devia về một dự án từ thiện. Kính thưa ban giám đốc và các cổ đông, tôi muốn trình bày về dự án đầu tư cho ga xe lửa Urai, dự kiến chi phí đầu tư khoảng 2 triệu ruby. 2 triệu ruby? Cô có biết quỹ từ thiện của chúng ta chỉ có khoảng hơn 3 triệu ruby không? Thưa chủ tịch Rakesh, tôi biết chứ. Số tiền này sẽ được dùng để xây dựng hệ thống bàn, ghế ngồi và các bóng đèn điện để xuyên đêm ở Urai. Cô điên rồi, số tiền này vượt quá giới hạn như mọi khi. Nhưng việc lắp điện chiếu sáng với có bàn ghế tại xe lửa là hết sức cần thiết mà. Tất cả những dự án từ thiện trước nay của chúng ta đều chỉ thực hiện nhanh chóng để đánh bóng tên tuổi. Dự án này cần phải đầu tư quá nhiều tiền bạc, thời gian của chúng ta. Chúng ta không thể dốc sức theo đuổi được. Hãy lấy một ít tiền cho vào một trại trẻ, một trung tâm dưỡng lão nào đó là được rồi. Nhưng Pardes là một thị trấn còn rất nghèo.
đặc biệt là những người nhập cư. Cô Devia, cô nên nhớ đây là một công ty lớn kinh doanh về dầu mỏ và khoáng sản, chứ không phải là một công ty từ thiện. Cô Devia, những 2 triệu ruby đó, rồi còn thời gian và công sức để theo đuổi nó nữa, đây không phải là một việc đơn giản. Với tư cách là cổ đông lớn thứ 2 của công ty, tôi quyết định vẫn sẽ tiến hành dự án này. Một quyết định hết sức ngu xuẩn. Hai tuần sau. Devia, nhiều người đang hoài nghi về lần từ thiện này của chúng ta đấy. Mukesh Ambani xây dựng hệ thống bàn học và đèn điện ở ga xe lửa Urai vẫn chưa thể khánh thành sau hơn 1 tháng khởi công. Công ty đợt này đang khó khăn, quỹ từ thiện cạn kiệt. Vậy mà cô vẫn cứ theo đuổi cái dự án này sao? Giờ thì 2 triệu ruby cũng đã đổ đi mà chưa hề thấy một thành quả nào hết. Khi khởi công, có nhiều hạng mục cần phải hoàn thành hơn mà tôi chưa lường được về việc phát sinh chi phí. Nhưng nhất định tôi sẽ hoàn thành dự án đó sớm nhất. Cô lấy đâu ra vốn nữa đây? Tôi sẽ bán dần số cổ phần của mình và cả ngôi nhà đang ở nếu như cần thiết. Dù sao chuyện này cũng là do cô bày ra, thì hãy thu dọn hậu quả của nó. Nếu không muốn cánh phóng viên nhảy vào nói chúng ta giở trò gì ở lần từ thiện này. Devia đó hả? Ta nghe nói có dự án xây dựng hệ thống đèn điện với bàn ghế ở ga xe lửa này. Dạ, đó là ý tưởng của cháu. Chắc phải mất một thời gian nữa mới hoàn thành ông ạ. Chỉ có điều... Ta tin nhất định cháu sẽ thành công. Gần hết cả đời làm việc ở ga xe lửa Urai này, ta tin rất nhiều người sẽ biết ơn cháu. Devia, sao con ngông cuồng dại dột thế chứ? Mẹ đã biết chuyện rồi ư? Xin chào ông Rakesh. Chào bà Adahi. Bà đem đồ ăn cho Devia đấy à? Đúng rồi, cũng nên tranh thủ ăn những món ngon, không lại không còn cơ hội nữa. Ông nói như vậy là có ý gì? Bà chưa biết chuyện gì à? Cô ta đã dùng cổ phần cả căn nhà gia đình bà đang ở để thực hiện dự án từ thiện. Hả? Có chuyện đó nữa sao? Devia, ta thật không ngờ con lại ngu ngốc như vậy. Con biết rất rõ con phải phấn đấu thế nào mới có thể lên được vị trí giám đốc và sở hữu số cổ phần lớn như thế. Nhưng nếu con muốn giúp cho họ, con chỉ cần bỏ ra một số tiền mua cái gì đó cho họ ăn, họ mặc là được rồi. Ơi là trời, con hại cả gia đình của ta rồi. 1 tháng sau. Hôm nay chúng ta khánh thành một công trình rất có ý nghĩa, giám đốc Devia thực hiện. À, sắp tới cô ấy cũng không còn là giám đốc của Mukesh Ambani nữa. Devia, tại sao cô lại phải bán cả cổ phần và nhà cửa của mình để thực hiện dự án này? Thực ra thì vì tôi luôn nhớ tới hình ảnh đó. Cái con bé này sao lại nằm giữa đường đi lại thế này? Dạ, cháu xin lỗi. Cháu chỉ muốn học bài thôi ạ. Ôi trời ơi, học với chả hành, làm phiền người khác quá đi. Sao em không học vào ban ngày? Ban ngày em đi học về còn đi làm thêm, nên chỉ buổi tối mới có thể học bài được thôi. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để thoát khỏi khu ổ chuột ấy. Tôi luôn nghĩ về thời khắc đó, cho nên tôi muốn giúp những người như cô bé đó tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Thật là một tấm lòng cao cả. Nhưng cô nên về công ty sắp xếp đồ đạc của cô và chuẩn bị tìm nhà.
gian qua, công ty liên tiếp gặp khó khăn về huy động vốn. Tất cả là do cái dự án cao cả này của cô đấy. Ông chị Devia, chị có điện thoại. Được rồi. Vâng, chúng tôi sẽ đến đúng hẹn. Devia, tôi sẽ dành 10 triệu ruby để đầu tư cho công ty của cô. Xin lỗi, nhưng ông có thể cho tôi biết lý do ông đưa ra quyết định này không? Tôi chính là một trong những đứa trẻ đã phải chịu cảnh tối om ở nhà ga xe lửa Urai những ngày còn bé. Nhưng tôi lại quá mải mê chạy theo lợi nhuận mà không làm được điều ý nghĩa như cô Devia đây. Có lẽ do tôi quá mải mê chạy theo tiền bạc lợi nhuận mà không có thời gian ngoảnh lại và làm được điều ý nghĩa như cô Devia. Xin ông đừng tự trách mình. Giờ đây tôi với ông có thể làm những dự án tương tự mà. Có lẽ cô ấy đã đúng. Làm việc bằng cái tâm sẽ nhận lại được những thứ lớn lao hơn nhiều. Có chuyện gì mà hôm nay nhà thờ họ Trần lại đông đúc từ sáng đến giờ thế nhỉ? Cậu Danh Trung, cháu đích tôn của dòng họ Trần, sau bao năm tu nghiệp ở nước ngoài đã về dinh quy bái tổ đấy. Ngưỡng mộ quá đi, còn chưa đến 30 mà sự nghiệp đã nở hoa, nghe đâu là danh họa nổi tiếng trời thay đấy. Lần này Trung về chơi có được lâu không cháu? Cháu đã thu xếp công việc, bố mẹ cháu nay cũng có tuổi rồi. Lần này về cháu có ý định sẽ lập nghiệp trong nước, được ở gần họ hàng của mình vẫn là nhất. Phải đấy, nghề hội họa trong nước mình giờ phát triển lắm. Với năng lực của cháu chắc chắn sẽ tìm được chỗ đứng tốt thôi. Chào danh họa, về lâu chưa cháu? Thu xếp một bữa khao cả làng đi chứ. Cháu chào các ông bà, cô bác, nhất định là như thế rồi ạ. Tối nay mời mọi người đến nhà liên hoan một bữa. Chúng tôi xin phép đi trước nha. Con quên mất túi đồ ở nhà thờ họ rồi. Con quay lại một chút đã. Bố và các bác cứ về trước đi ạ. Tôi cũng lấy làm khó hiểu. Danh họa tài ba gì đâu không biết. Chứ nhìn cái gia huy treo trên cửa nhà thờ của họ mấy đời mà thấy kỳ cục. Tôi cũng thấy cái gia huy con cá nguệch quạc xấu xí đó rồi. Không hiểu kiểu thẩm mỹ nhà họ thế nào nữa. Gia huy cũng coi như là bộ mặt của cả dòng họ. Không có thì thôi, chứ họ nào đã có gia huy thì phải thật đẹp, thật bách chứ. Đúng thế, huống chi đây lại là gia huy của dòng họ mà con cháu đều có tài vẽ vời, có con mắt mỹ thuật cơ chứ. Ngoài cậu Trung ra, nhà họ còn có mấy họa sĩ nữa đấy. Trời ơi, từ xưa mình đã thấy cái huy hiệu con cá này không ổn chút nào rồi. Mình không quan tâm lắm, vì nghĩ là chẳng ai để ý. Không ngờ hàng xóm họ soi mói kỹ như thế. Mất mặt quá, không thể để yên như thế được nữa. Cái con cá này chỉ có thể giúp người ta biết được đây là một con cá, chứ không có nghệ thuật chút nào. Phải sửa lại nó từ lâu rồi mới phải. Thì là cá cũng được, nhưng phải là một con cá thật oách, thật dũng mãnh chứ. Trước tiên phải sơn lại hết cửa, xóa sổ cái con cá lù khù kia đi. Trước khi ba đến thắp hương rằm, mình phải hoàn thiện xong gia huy mới. Ba mình thì rõ là xề xòa, dễ tính. Có khi ông còn chẳng để ý là trước ván cửa có treo cái huy hiệu con cá này. Kìa Trung, con làm gì thế? Chờ mãi không thấy con về, hóa ra vẫn ở đây sao? Con đang định làm mới lại gia huy nhà ta ba à? Làm mới lại gia huy nhà ta ư? Ý con nói là cái huy hiệu con cá đúng không? Con cứ nghĩ là ba chẳng để ý đến nó cơ. Bà đúng là không để ý thật. Con đi du học từ năm lớp 11, giờ trở về đã là một chàng trai trưởng thành, sự nghiệp sáng sủa, là cháu đích tôn của dòng họ. Mai này sẽ thay cha đứng ra cai quản nhà thờ họ này. Con có quyền quyết định mọi việc. Giữ hay bỏ con cá trên cửa là quyền của con. Nhưng hãy để cha nói cho con nghe về lai lịch của nó. Nghe bà nói nghiêm trọng quá. Con cá này lại còn có lai lịch nữa hả ba? Có chứ, nó có lai lịch rõ ràng là đằng khác.
mấy chục năm về trước, khi ông nội con còn sống, vẫn là thời chiến tranh loạn lạc. Thời ấy kinh tế khó khăn, lương thực quý như sinh mệnh. Nhà ta nhờ có nghề làm sơn truyền thống, nên so với những hộ dân khác thì điều kiện cũng có khá hơn chút ít. Bà còn nhớ rõ, đó là một đêm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Vì bữa tối bà nội con nấu canh cá ngon quá, bà ham ăn nhiều, mà nửa đêm phải chui ra khỏi chăn ấm. Lạnh quá, bà không nhịn được, phải đến âm độ chẳng chơi. Có trộm, có trộm bới làng nước ơi! Cậu Hiệp, cậu Nghĩa, cậu Sang ơi, dậy đi, trộm quân hết nhà cửa bây giờ. Có giải đằng trời, anh em ta sẽ bắt sống mày, giải lên xã trưởng, cho mày ê mặt với bà con. Trộm đâu anh? Cậu Sang ra chặn ngoài cổng, cậu Hiệp chặn cửa ở đây, còn cậu Nghĩa theo anh vào bếp bắt sống tên trộm. Chính mắt anh nhìn thấy nó vừa chạy vào. Trước khi giải lên xã trưởng, phải đánh hắn một trận như tử mới được. Ra đây, tên trộm to gan lớn mật, mày không thể thoát được đâu. Làm gì có ai hả anh? Lúc tối em cất đồ vào bếp thế nào, giờ vẫn y nguyên như vậy. Anh có hoa mắt, nhìn gà hoa cuốc không đấy? Hay là có ma? Ma mỹ cái gì? Hoa mắt là hoa mắt thế nào? Chính mắt anh thấy có bóng đen chạy qua sân, còn pha đổ đồ rồi chạy về phía bếp mà. Lật tung khắp nhà lên, thế nào cũng thấy nó thôi. Nó chưa thể chạy xa được đâu. Bắt được, phải đánh cho nó chừa tội ăn cắp đi. Vì thế mấy đứa, đêm hôm mà ồn ào quá, bóng đen gì chứ, là ba đó. Trời ạ, sao nửa đêm ba lại ra ngoài làm gì? Trời lạnh căm căm thế này, ba có nhìn nhầm không? Rõ ràng khi con nhìn thấy, bóng đen còn vội vã bỏ chạy mà. Mấy anh khỏi làm sơn làm hồ gì nữa, đi học mà làm cảnh sát bắt trộm hết đi, rõ là đa nghi tào tháo. Là tôi khó ngủ nên dậy đi loanh quanh. Trời lạnh quá, phải chạy cho ấm chứ sao nữa. Thôi mấy ông tướng đi ngủ hết đi cho tôi nhờ. Trời ạ, ba cũng rõ thật là oái âm, nửa đêm lại dậy đi chạy. Ba cũng vào ngủ đi chứ lạnh lắm, thà không ngủ được còn hơn là bị cảm ba. Anh không cần trốn nữa, mau ra đi kẻo chết lạnh bây giờ. Tôi biết anh trốn trong đó rồi, ra đi. Lại ông tha cho. Anh mau về nhà mình đi, nếu các con tôi thấy thì hôm nay anh không khỏi tàn phế đâu. Đội ơn ông, đội ơn ông. Anh cầm về đi, nó cũng giúp được nhà anh vài ngày. Tôi... Anh không cần nói gì nữa, cầm lấy. Đợi chút, anh hãy cầm chỗ tiền này, lấy chút vốn liếng, đừng làm những việc trái lẽ trời, trái đạo lý thế này nữa. Về đi. Người hôm qua có lẽ làm nghề đánh cá. Kể từ buổi tối hôm đó, trước cửa nhà mình thường xuyên xuất hiện cá tươi. Hay thế chứ lị, hôm nay lại có cá rồi. Đánh một nồi cháo cá nha các chú. Con này to hơn con hôm trước luôn. Chờ chút, ông nội bây giờ đã chậm rãi kể lại cho ba và các chú con về lai lịch những con cá. Mình đừng ăn những con cá của người ta nữa. Mấy tối nay ba đều thức để canh mà vẫn chưa gặp được người mang cá đến. Thì ra là thế, cũng không biết người ta mang cá đến khi nào. Từ tối nay ba cứ để anh em chúng con ra trông cho ạ. Không sao, để ba. Gặp các con họ chỉ thêm ngại ngùng, mà có khi lại tránh mặt nữa. Thế là liền mấy ngày, cứ nửa đêm ông nội con trở dậy rồi thức luôn cả đêm. Mãi cho đến một buổi trời mới gần rạng, bóng tối vẫn còn nhá nhem. Bác, cháu chỉ... Cậu có phải là người đã đến nhà tôi trong đêm hôm ấy và sau đó luôn mang cá đến cho nhà tôi không? Không giấu gì bác, cháu là con ông Tư Gù, người đã từng đến đây trộm thóc và được chủ nhà không những tha thứ mà còn cho thóc, cho tiền làm vốn. Ông ấy mất rồi ư? Cha cháu bị bệnh phổi, mấy hôm lạnh vừa rồi ông ấy bệnh tình nặng hơn, không qua khỏi.
Trước khi làm chung, cha có dặn cháu mãi mãi phải giữ nếp biếu cá cho nhà bác. Thỉnh tình này, nhà chúng tôi xin nhận. Nhưng từ nay, cậu không phải mang cá đến cho chúng tôi nữa. Chuyện của ba cậu, ba tôi cũng đều đã kể với chúng tôi rồi. Chuyện đã qua rồi, chúng tôi hoàn toàn xí xóa. Nhà cậu đừng bận tâm đến nữa nha. Xin bác và các anh đừng từ chối. Đây là nguyện vọng duy nhất trước khi làm chung của ba tôi. Trước hết, cậu hãy giúp tôi khắc con cá lên cánh cửa nhà tôi. Bác muốn cháu khắc con cá ư? Nhưng chân tay cháu thô kệch lắm, vốn lại chẳng biết chút gì về vẽ vời hết. Không sao cả, chỉ cần khắc để nhận ra đó là con cá là được. Vậy là không còn sợ phạm đến nguyện vọng của người đã khuất nữa. Từ nay, cậu không phải mang cá đến biếu chúng tôi nữa, vì nó đã được thay bằng con cá vẽ này rồi. Vậy là từ đó, theo ý ông nội con, mỗi lần đổi cửa hay sửa sang nhà cửa, nhà ta đều giữ lại hình con cá này. Nó tự nhiên thành gia huy nhà ta như thế. Ông nội ơi, thời đó khó khăn như vậy mà ông vẫn nuôi dưỡng được lòng vị tha thật đáng quý. Huy hiệu con cá này, con sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận, để chắc chắn nó sẽ còn theo dòng họ ta mãi. Câu chuyện về nó, con cũng sẽ như ba con, sẽ nhớ mãi để kể cho con cháu của mình. Lily nè, anh biết việc đến thăm mẹ em hôm nay hoàn toàn là theo chủ ý của anh, nhưng em đối với mẹ em lạnh lùng quá. Anh đang trách em. Chúng ta sắp cưới nhau rồi, anh muốn chia sẻ mọi chuyện cùng với em. Hãy nói cho anh biết đi. Khi em lên 9 tuổi, ba em bị chứng tâm thần phân liệt nặng, hầu hết mọi hành vi đều không thể kiểm soát nổi. Mẹ ơi, mẹ hãy đưa ba về đi. Con xin mẹ mà. Mẹ, hãy đưa ba về đi. Mẹ ơi. Cô bé Lily và thằng bé Alex đang sốt cao lắm. Chị có về được không? Chị làm ơn cho hai đứa uống thuốc giúp tôi đi. Bây giờ tôi không thể về được. Tôi đã hứa với người ta là không thể nghỉ phép dù thế nào đi nữa. Rồi cũng vào một ngày mưa gió dữ dội, em đã nhận tin dữ nhất cuộc đời của mình. Ông ấy đã qua đời lúc 1:20.
chuyện này hết sức đột ngột nên chúng tôi không kịp báo với gia đình. Những năm tháng sau đó, em sống cùng mẹ mình mà cảm giác như sống với người đã rất tâm hại ba. Nếu không vì anh, có lẽ em sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa. Vậy trong suốt những năm tháng hận mẹ như vậy, em có bao giờ tự hỏi điều gì không? Tự hỏi ư? Em tự hỏi tại sao mẹ em không cố để giúp ba? Tại sao mẹ lại buông xuôi và bỏ mặc ba? Tại sao bà có thể làm như vậy? Anh không tin rằng mẹ em không thương ba em. Hai người đã gắn bó với nhau từ thuở hàng vi, có ba đứa con xinh xắn như vậy. Theo anh thì chắc chắn mẹ em có lý do cho lựa chọn của mình. Sao em không trực tiếp hỏi mẹ em đi, rằng tại sao mẹ em lại làm vậy? Thay vì hận bà, sao em không tự hỏi mẹ em đang nghĩ gì? Bao nhiêu năm tháng bà đã sống ra sao? Thay vì hận bà, sao em không tự hỏi mẹ em đang nghĩ gì? Bao nhiêu năm tháng bà đã sống ra sao? Lẽ mình cũng chẳng cần hỏi thêm bà ấy làm gì nữa. Bởi có là lý do gì đi nữa, mình cũng không thể chấp nhận điều ấy. Mẹ đừng bao giờ đặt chân vào phòng của con. Con quá đáng rồi đấy. Đừng tưởng mẹ không dám đánh con. Mẹ không có quyền mắng con. Mẹ thậm chí còn chưa từng làm nổi cho con một lát bánh mứt như tất cả các bà mẹ luôn làm cho con vào mỗi bữa ăn. Bà ấy đi đâu rồi? Sao nhà cửa lại mở toang thế này? Ông ơi, hôm nay con bé Lily đã đưa chồng sắp cưới về. Thằng bé chững chạc lắm. Vậy là từ nay con gái của chúng ta đã có người bảo vệ rồi ông ạ. À, vậy là tôi an tâm về ba đứa con của chúng ta rồi. Tình thế gia đình ta lúc đó khó khăn đã đến tận cùng. Ông bị bệnh như vậy mà lựa chọn của tôi là làm bất cứ chuyện gì để mang đến cuộc sống an toàn nhất cho những đứa con. Giờ tôi sẽ đến tìm ông. Bao nhiêu năm rồi, ông hãy tha thứ cho tôi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Em đã tìm thấy mẹ chưa? Hãy bình tĩnh, trời mưa, không thể lái xe nhanh đâu. Anh sẽ đến ngay. Em sắp đến mộ của ba rồi. Có thể mẹ em đã đến đó. Bà ấy nói là sẽ tìm đến ông. Bà ấy rất phiền. Bà ấy đã không ngừng làm bánh mứt kể từ khi em nói rằng bà thậm chí không làm một lát bánh mứt. Dù em có đối xử thế nào thì bà vẫn luôn sát cánh bên em suốt thời thơ ấu mà em luôn căm hận bà. Tại sao trước khi anh hỏi em lại không nhận ra những điều này chứ? Con à, sao con lại đến đây? Sao mẹ lại đến đây? Mẹ tính làm gì vậy? Mẹ đừng làm con sợ mà. Con lo lắng cho mẹ sao? Con tha thứ cho mẹ rồi hả? Mẹ, con xin lỗi.
Bao nhiêu năm nay con chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của mẹ, chưa từng hiểu những nỗi khổ và dằn vặt của mẹ. Đó là lựa chọn của mẹ. Lựa chọn của mẹ là bọn con. Con xin lỗi mẹ. Mẹ à, hũ bánh mứt ở nhà bị kiến bò hết rồi. Mẹ dạy con làm bánh mứt nha. Bánh mứt nguội như ngày xưa cũng rất ngon. Mẹ quên không khóa cổng rồi. Từ khi con dọn ra khỏi nhà, mẹ chẳng bao giờ khóa cổng cả. Cuối cùng mẹ cũng đã chờ được con về rồi. Gần ấy năm, con vẫn nhớ bánh mứt đó sao? Con vẫn nhớ những ổ bánh mứt đó. Chúng ta về nhà thôi mẹ. Nếu như mẹ bị ốm, sẽ không thể làm được bánh cho bọn con ăn được nữa đâu. Ừ, nào mình về nhà thôi con.